Này con voi, voi xanh đó. Cá heo 6. Con cá heo là 6. 6 con. Cá heo, đây một cục là 12 con, cái này hai loại, một loại là bông bông phao. Đây là bông bóng bạc. Cái này là hình con voi nha, con voi. Một cục như thế này là 12 con. 1 2 3 4 5 6 chia cho làm đôi. Này mình xé ra để buộc lại cho nó đỡ bị lộn. Này, cái này là cách mua này. Này là để lại trong thùng đỡ bị lộn. Bơm bướm, bơm bướm nhũ, 10 con bướm, bơm bướm nhũ. Mười con bướm nhũ. Này là cá heo. Này là kim đại bàng mới nè. Này là đại bàng cũ. Giờ đang tìm cái mẫu con bông bướm, tìm mẫu con bông bướm nhũ. Này là khủng long. Này máy bay ha. Này là Pikachu. Đây con Pikachu luôn. Đây. Bấm nhũ, bấm nhũ. 10. Một bịch như thế này là 100 cái. Và số lượng lẻ thì phải chiết ra. Bấm nhũ 10 cái. Chiếc cái này ra. Cái này á nó có một cái mí. Mí này là mí băng keo. Nếu chúng ta mà dán dính vô trong này luôn là nó thì chốc cái màu. Chốc cái màu trong con bướm. Xé bỏ luôn. Cắn bỏ cái mí dán này ha. Để cho nó không có bị dính vô trong bông bóng á. Không bị chốc màu. Rảnh thì chúng ta đếm luôn 10 cái, còn không rảnh thì ta để khi nào có thời gian thì chúng ta đếm. Tại giờ nhiều việc quá, vừa làm website, vừa làm YouTube và vừa đóng hàng, nói chung cũng khá là nhiều việc thôi, vừa đi buôn bán nữa.
con cái nữa. Rồi xong rồi tới con phi cây chu ha, phi cây chu 10 cái. Đây phi cây chu, đây là hình hài phi cây chu ha. Đếm thấy đủ không? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ha. Nên làm bóng bạc này mình lấy tối thiểu là 10 cái, mua tối thiểu là 10 cái trở lên. Tại vì mua lần có 1 cái giá thành nó rẻ quá, mình ship đi cái nữa tiền phí vận chuyển nó còn cao hơn tiền hàng. Đa số là mua này 10 cái trở lên để mình bán ha, hoặc là. Rồi, tới con cá heo bông bóng bạc, con cá heo ha. Bông bạc con cá heo là bóng này đây. Này hiện tại nó chỉ có màu xanh thôi. Màu hồng thì nó hết hàng rồi, hết mẫu. Rồi giờ phải đếm. Giờ phải đếm ha. Mình đếm cái này cũng được. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 ha. Thì bóng bạc á nhiều khi nó bị như thế này nè, chúng ta đi đếm. Ví dụ chúng ta lấy nguyên lần nguyên lốc 100 cái, 100 cái thì đỡ bị sai sót, nhiều khi mình đếm á nó cũng sẽ bị sai sót trên lệch 1 2 cái. Thì anh chị về mình phải về phải kiểm lại, sai sót thì mình phải báo. Nhiều khi cũng phải sự sai sót thôi. Nhưng mà mình làm lâu thì nó sẽ không có sai sót thôi. Sau này vài ngày nữa là các trang web thì mình thời gian xong á là cái trang web sáng tỏ.com á, là mình em sẽ không bán hàng trên đó nữa, mà em sẽ giao toàn bộ lại cho bà xã em bán hàng trên Shopee ha, chuyển toàn bộ sản phẩm qua Shopee hết. Trang web đó em sẽ cập nhật lại, không bán hàng nữa, tại vì làm việc khác còn nhiều việc để làm. Rồi tới cái hình con siêu nhân nhện á, siêu nhân nhện lớn, chuyển đổi qua Shopee trang thương mại điện tử để cho một phần là anh chị và các bạn dễ tin tưởng. Tiếp theo là mình sẽ dễ đặt hàng trên đó luôn. Thì trên đó nó cũng anh chị và các bạn nào có thẻ tín dụng thì mình mua hàng trên trực tiếp trên các trang thương mại điện tử luôn thì nó cũng có nhiều cái ưu đãi ha. Và nó cũng sẽ tốt cho cái lịch sử tín dụng của chúng ta. Thì bây giờ đây là cái sản phẩm này là con người nhện á, người nhện lớn. Đây là người nhện lớn đây. Này thì mình đếm sẵn rồi, em đếm sẵn rồi. Rồi, tiếp theo đó là con vịt cánh xanh lớn ha, vịt cánh xanh lớn. Vịt cánh xanh lớn. Mọi người và các bạn bán hàng trên Shopee trên mạng á thì mình làm combo như thế nào thì mình làm như vậy, ví dụ như chúng ta xỉ 6 con hoặc là 6 cái thì chúng ta cứ làm như vậy, khi chúng ta đóng hàng nó sẽ không bị lộn ha, không bị lộn. Nhiều khi cái món này 6 cái, món kia 12 cái, món kia 24 cái, nó lu bu hết, nó làm cho mình lẫn quẩn bị lộn á. Nên khi mình đóng hàng mà bán hàng trên Shopee thì mình làm combo nó giống giống nhau ha. Rồi tới vịt cánh xanh lớn là 6 là 1 ha, 6 con vịt cánh xanh lớn. Đây con vịt cánh xanh lớn, con vịt này nè, này nó cũng một lóc 12 con, cái nào thuộc bóng phao rồi thì mình cũng phải chiết ra 6 con ha. 1 2 3 4 5 6, đó 1 2 3 4 5 6 ha, là 12. Thì mình bán hàng trên Shopee là mình làm combo 6 con, hoặc có thể là 3 con,
bốn, có nghĩa là mình làm sao mà để cho cái combo nó không bị lộn á, khi mình đóng hàng nó không bị lộn. Tôi đang quay video. Không, không lấy nó được đâu con. Bởi vì cha đang đóng hàng con chơi bời đâu có được. Cha đóng xong cha mới chơi được. Ok, con ra ghế ngồi đợi cha đi. Rồi, cái sáu con này chúng ta cũng phải buộc lại luôn, để khi chúng ta đóng hàng thì nó sẽ không bị đóng hàng, nó không bị lung tung. À, chúng ta buộc lại. Rồi xong rồi tới con cá mập á, cá mập lớn.